Good morning. Xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày chủ nhật và bây giờ thì đã là 10 giờ sáng rồi. Trời đáng lẽ là mưa, bây giờ thì lại nắng rất là đẹp. Ngày hôm nay tại sao chúng mình lại không làm một cái vlog A Day With Me version mẹ bầu sắp đẻ để chia sẻ với mọi người, tại vì đầu giờ Ly mệt quá, thế nên là Ly cũng chưa làm được một cái vlog nào cả mà mọi người cũng thích xem vlog của Ly. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà vệ sinh và get ready, xong rồi rủ anh Dũng đi ăn brunch. Thì đầu tiên trước khi đến ra rửa mặt, Ly muốn về giới thiệu cho mọi người một cái mà Ly mới thử nghiệm hôm qua. Cũng một phần là do hôm trước ấy, Ly hỏi các bạn ở trên Facebook là về một số những cái hãng mỹ phẩm thiên nhiên hiện tại tốt, thì các bạn cũng có recommend hãng này, và hãng này thì lại mới hôm trước vừa tặng Ly một cái lãng hoa tùng, xong rồi có một bộ sản phẩm mới khá là hay. Thế nên là Ly đã kiểu đây là một cái sản phẩm mà khác hẳn trong những cái sản phẩm mà mình đã từng thấy ở tất cả các hãng. Nó là tẩy trang dạng gel mọi người, gel thạch. Thì đây, đây chính là bạn ý của Yves Rocher. Cái mùi nó thơm, nó thanh khiết, nó giống như kiểu mùi biển đấy, đúng kiểu cái mùi vi tảo chiết xuất từ vùng biển Brittany của Pháp. Tối qua Ly thử thì oh my god, trời ơi, nó kiểu lạ dã man luôn ý. Và Ly nghĩ là tối nay Ly sẽ phải thử lại một lần nữa và sẽ demo lại cho mọi người trong tối nay để mọi người thấy được là cái sự hay ho của nó. Là nó không dùng khi mà da chúng ta đang khô mà chúng ta sẽ cần một lớp nước lên trên da, xong rồi sau đấy chúng ta sẽ lấy sản phẩm ra và sẽ thoa và cũng như là massage trên da nhẹ nhàng để nó lấy được hết tất cả những cái cặn bẩn. Và khi mà nó tiếp xúc với nước ở trên da của mình ấy, nó tạo thành những cái bọt biển li ti nhẹ nhẹ rất là lạ luôn, hay lắm. Trong bộ sưu tập này thì cũng có cả cái bạn gel giữ rửa mặt này nữa, và nó là chai rất là to ấy mọi người. Thế nên là Ly cũng sẽ dùng luôn vào sáng nay nhá. Buổi sáng dùng mấy cái loại dạng gel này khá là phê, khá là thích, kiểu nó mát mẻ cho cái da của mình ấy. Mặt mình thì lúc nào cũng sẽ là hai mũi với cả dưới miệng thì rất là đỏ, thế nên là mọi người thông cảm nhé. Ok, trong lúc mà chờ cái trong nắng thấm thấm hơn một chút thì bây giờ chúng mình đi chọn đồ tí nữa mặc thế sao nhá. Đi nghĩ ra rồi. Đây, cái váy này khá là xinh và trông mình sẽ khá là to khi mặc, nhưng mà cái váy này sẽ rất là thoải mái. Đây, Ly cho mọi người xem một vài thứ mà Ly thấy là chúng mình không thể thiếu được khi mà chúng mình đang mang thai. Thì đây cũng cái món mà bạn Ly tặng. Thì lúc đấy Ly nghĩ là ôi, bụng mình còn bé đây chưa cần đâu, và mình dùng vào mình thấy kiểu nó hơi vướng, nhưng bây giờ bụng mình đã to hơn rồi thì mình lại cần. Đấy chính là cái đai quấn bụng này. Đây là Ly demo cho mọi người cái đai quấn bụng nhá. Thì bụng Ly đây đang rất là to ở tuần thứ ngày cuối của tuần 35 và ngày chuẩn bị ngày đầu tuần 36 rồi, thì đây là bụng Ly. Ok rồi, đây để đúng cái phần nơ ở đây. Đó, hay không? Cô nào mà chưa bạn nào mà chưa bầu nhìn cái đây cảm thấy rất là kiểu wow, nhưng mà bầu rồi sẽ mới biết được mọi người. Rồi đó, xong rồi chúng mình sẽ đan nó đằng sau này. Đấy, chúng mình kéo nó căng vừa phải thôi, vừa đến cái mức mình chịu được thôi, đừng căng quá, tại căng quá nó sẽ hơi kiểu tức, khó chịu đằng sau lưng ấy. Đấy, nó sẽ đỡ đằng sau lưng cho mình này. Đấy, xong rồi sau đấy mình để vừa vừa thôi, mình dán ở phía trước này. Đó, thì khi mình mặc đồ á thì nó hơi cộm một tí, thì Ly sẽ recommend là mọi người sẽ chỉ dùng cái đai này khi mà mọi người mặc những cái váy rộng rộng thôi. Còn không thì thôi mình đừng dùng đai, tại vì trông nó cũng hơi lộ. À, như này thì nó cũng sẽ đỡ được cái phần ở dưới bụng này này, và cũng như là đỡ lưng, thì lưng mình đỡ bị sệ xuống và khiến là kéo giãn những cái tính mạnh của mình xuống và làm cho mình cảm thấy khó chịu. Ngoài ra nữa thì Ly có một cái rất là hay. Thì đối với những bạn nào mà ngực thì cái cup nó chưa to hơn quá thì mọi người hãy mua thêm cho Ly ở trên Shopee cái này. Đây chính là cái kiểu là phụ kiện để nới áo ngực ấy. Thì tại vì cái cup của mình thì nó không quá to, nhưng mà cái phần ngang này của mình ấy, tại vì mình lưng ngắn ấy, thế nên là nó bụng nó lên lên tận ngực thế nên là nó bị to hơn. Đó là lý do tại sao mà Ly phải có cái này, để Ly vẫn có thể dùng được những chiếc áo ngực khác của mình, thì nó sẽ kéo giãn ra và giúp cho cần cái phần đai ở phía dưới của mình có thể mặc được dễ hơn. Thì đơn giản lắm, chúng mình sẽ chỉ cần là cho cái này vào đây,
Cái này của Ly, Ly mua cái loại 4. Mặc dù cái này chỉ có 2 thôi mà mình mua 4 cho thừa làm tí không sao. Để mình có thể dùng để cho rất nhiều loại thì mình mua màu trắng, màu be, màu đen đủ hết. Và đây nó sẽ nới ra được khoảng từ này. Cái lúc mà bắt đầu mực của mình nó không thể nào vượt bất cứ cái gì nữa rồi. Và chưa kể đến là còn chuẩn bị để cho em bé bú nữa. Thì lúc này Ly mới bắt đầu mua những cái loại này. Đây chính là kiểu áo lót mẹ bầu và áo lót để cho em bé bú á. Thì cái này Ly mua hàng Việt Nam thôi nhưng mà nó rất là ok đây. Thì chúng mình mặc như bình thường thì mình chỉ cần nó có cái phần này này. Đây, nó có phần cài này. Đó. Mở ra là chúng ta có thể cho em bé bú luôn được rồi. Và xong rồi sau đấy cài lại rất là nhanh gọn nhẹ. Thì Ly nghĩ là cái này bạn nào bầu thì cũng biết hết đúng không? Nhưng mà bạn nào chưa bầu ấy, giống như Ly, Ly không nghĩ là kiểu trên thế giới này lại có những cái loại này. Thì đây chính là cái loại mà chúng ta. Và Ly thấy là ngoài những thứ mà Ly đã chia sẻ mọi người trong những cái video trước thì đây sẽ những thứ mà thực sự cần. Và đúng kiểu đến bây giờ khi mình ở giai đoạn cuối cái thai kỳ rồi, mình mới thật sự nhận ra là đến cái đoạn này thì mình sẽ cần phải dùng những cái món đồ này. Bây giờ thì Ly sẽ thay quần áo nhanh và để cho mọi người xem full outfit của Ly ngày hôm nay nhá. Trước khi mình mặc đồ thì mình cũng sẽ cần phải bôi kem chống dạ. Thì đây là cái loại kem chống cảm mình đang dùng. Thì cứ sáng một lần, tối một lần bôi kem phòng giãn, hy vọng là sẽ không bị giãn mọi người ạ trước khi mặc quần áo. Ok, bây giờ mình chỉ cần thêm một chút son nữa thôi là ready rồi. Giờ Ly sẽ đi tô son và cho mọi người xem là outfit của Ly ngày hôm nay nhá. Đây, và đây là outfit của Ly nhé. Cho mọi người xem, mặt mũi trông đỡ hẳn đúng không? Đấy, Ly hôm nay đánh cushion thôi, nhẹ nhàng. Eyeliner nhẹ nhàng, eyeshadow nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Son thì Ly đang đánh một cái thỏi son của Lancôme. Thì đây là chiếc váy của Dotty. Ly được Dotty tặng cùng với cả chiếc túi Celine. Xong rồi chúng mình ở đây có chiếc bụng bầu này. Và cũng như là Ly đi giày này. Đây là chiếc giày mà Ly rất là thích. Tại vì mẹ bầu thì đến thời điểm này là không được đi giày có gót nữa rồi. Và Ly thường xuyên là đi cái giày này. Tại vì cái giày này chúng mình chỉ cần sụp vào thôi là xong, rất là tiện luôn. Đấy, bây giờ thì Ly sẽ chờ anh Dũng thay quần áo và chúng mình sẽ đi ăn brunch. Ăn brunch thì cũng khá là gần đây, thế nên là bọn mình sẽ đi bộ. Đấy chính là dây an toàn dành cho bà bầu. Đây, hôm nay mình mới á, cho mọi người xem được đấy nhá. Bình thường nếu mà bà bầu ngồi như này đúng không, thì hơi cấn bụng này đúng không, và nếu mà kiểu có vấn đề gì trên xe là cứ ấn vào bụng không tốt. Thế nên là chúng mình sẽ có một cái đầu dây này, chúng mình sẽ cho vào đây. Dạy nó chạy bậc sướng sắc tiện luôn và đi rất là thoải mái, kéo vào đùi thôi mà nó vẫn an toàn cho mẹ bầu, không ảnh hưởng đến em bé. Hello các bạn, Ly đây. Lúc nãy ăn xong thì anh Dũng phải đi ra công trường, nhà mới có chút việc. Bây giờ anh Dũng vẫn chưa xong việc, thế nên là Ly vẫn chưa đi được ra ngoài. Anyway, thì chắc là bây giờ mình sẽ đi dọn nhà một chút. Hiện tại bây giờ phòng em bé thì khá là bừa, tại vì hôm qua hôm kia mình vừa mới quay xong cái phần thứ hai của baby hall và vẫn có một số thứ là mình chưa sắp xếp lại. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ đi sắp xếp với nhau nhá. Cho mọi người xem qua một chút về phòng em bé thôi. Và chúng mình sẽ cùng xem là Ly sẽ mất bao nhiêu thời gian để dọn cái đống đồ đấy. Đây, cho con chú xem qua. Đây là chiếc giường mà hôm qua Ly vẫn chưa dọn nốt cái đống quần áo này. Cái chỗ này cần phải gập này. Xong rồi kia giường em bé kia đang có thú bông các thứ, vẫn chưa decor gì nhiều. Bạn em bé thì mẹ đang để nhờ mấy đứa đồ. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng dọn với nhau nhá. Yeah.
Và dù có cũng đủ đồ như mọi người nhìn thấy đấy, nhưng mà thôi cứ đi ngó nghiêng xem có cái gì hay không thì mình mua thêm cũng được. Cùng lắm là chắc hôm nay mua thêm thử một hai cái bình sữa nữa thôi. Thế thôi, đấy là đủ quá rồi. Mọi người một chút, đây là những món đồ mà bọn mình vừa mới mua được ở Mothercare. Trời ơi, mọi người biết không, 10 bộ này giá chỉ có chưa đến 700.000 mọi người ạ. Mothercare đang có Black Friday sale nên là bọn mình tranh thủ luôn. Những cái bộ ở dưới này thì là 6 đến 9 tháng này, còn những cái bộ ở trên này là newborn cho mới sinh, kiểu sơ sinh ấy đấy. Nhưng mà tại vì mặc dù là đồ sơ sinh của em sữa cũng đã đủ rồi, nhưng mà tại vì Ly thấy quá xinh thế nên Ly không thể nào từ chối được nên Ly phải mua. Hello, bọn mình đang ở Hồ Tây, đi từ Bà Triệu đến Hồ Tây. Tại vì lâu lắm rồi hay đến chơi ăn taco, và đây là một cái quán taco mà Ly rất là thích với anh Dũng ở trên đường Đặng Thái Mai, nó tên là Soi and Lam. Thì đây, Ly cho mọi người xem, đây là cái menu ấy. Mọi người đi ăn nhỉ, ngon lắm, ngon lắm. Ngồi ở đằng sau vườn này cũng rất là thích. Và đây là cái đằng sau vườn của chúng ta. Thì cũng là cuối ngày rồi, và thường thường thì cuối ngày mình sẽ có một cái gọi là ritual, một cái thói quen, đấy chính là mình sẽ tập luyện một chút. Hiện tại bây giờ thì mình đã là tầm 36 tuần rồi thì mình sẽ không tập những bài tập quá nặng nữa, vì mình cũng không muốn là đặt quá nhiều sức ép lên cho em bé cũng như cho cơ thể của mình. Mình phải lắng nghe cơ thể của mình mà. Và mình cũng có share những cái bài tập của mình dành cho các mẹ bầu ở trên Facebook cũng như là Instagram của mình rồi, chắc là các mẹ cũng đã xem rồi đúng không? Như các bạn cũng đã biết thì trong suốt thời gian thai kỳ, Ly luôn luôn nhấn mạnh một điều rất là quan trọng, đấy chính là trong việc tập luyện của mọi người, không nào? Bản thân Ly thì luôn luôn giữ cho cơ thể mình tập luyện hàng ngày từ tuần thứ 12 cho đến tuần thứ 35. Bây giờ 36 tuần thì mình tập luyện nhẹ nhàng hơn, mình chú trọng vào những cái bài giãn cơ và cũng như những cái bài mà kích thích để giúp cho mình có được một cái lúc mà mình vượt cạn thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái và không bị mệt mỏi. Nhiều khi chỉ là mình ngồi thiền, nhiều khi chỉ là mình ngồi thở, và nhiều khi chỉ là mình giãn một chút cơ thôi, nó cũng giúp cho mình kiểu quên đi những cái buồn phiền, những cái lo lắng trong một ngày. Và dĩ nhiên thể trạng của mỗi con người thì đều mỗi khác, và chúng mình sẽ cố gắng là lắng nghe cái cơ thể của mình để có thể biết được là cơ thể mình đang cần gì. Sẽ có những lúc mà mình sẽ cảm thấy tự ti về cái khuyết điểm này, khuyết điểm kia trên gương mặt, trên cơ thể của mình, nhưng mà không sao đâu, tại vì mỗi một người thì đều sẽ có một khuyết điểm riêng và không phải ai trên thế giới này đều hoàn hảo cả. Chúng mình hãy tập một cái thói quen rất là hay mà Ly nghĩ là Ly nên chia sẻ cho mọi người, thì chính là Ly sẽ tiếp nhận những cái thông tin mọi người chia sẻ về khó khăn của mọi người, khó khăn trong thai kỳ hay khó khăn trong cái quá trình mà chúng mình lớn lên, và xong rồi mình sẽ đi tìm hiểu tại sao lại có những cái khó khăn đấy. Và một khi mình đã tìm hiểu, mình biết được nguyên nhân tại sao lại có vấn đề đấy rồi, thì nếu như trong trường hợp mình cũng mắc phải cái vấn đề đấy hay mình cũng đối mặt với vấn đề đó, thì chúng mình sẽ có được cái kiến thức cơ bản và tốt nhất để mình không bị choáng ngợp và không bị lo lắng quá mức khi mình chính là người phải đối mặt với nó. Và như vậy thì cái tinh thần của mình cũng sẽ khỏe mạnh hơn, cái sức sống của mình cũng sẽ tốt hơn, để chúng mình lúc nào cũng có thể sẵn sàng là bỏ qua những cái muộn phiền lo âu trong ngày, và để sẵn sàng bừng sáng những cái chất riêng của bản thân mình. Đến thật bây giờ Ly rất là cảm ơn em bé sữa đã cho Ly một cái thai kỳ khỏe mạnh như vậy, và Ly vẫn có thể làm việc, Ly vẫn có thể nấu ăn được cho cả nhà, Ly vẫn rủ dê bạn bè đến nhà ăn uống và làm những cái món mà mình yêu thích. Thế nên là Ly hy vọng nhá, mọi người sẽ cố gắng là tập luyện thật là chăm chỉ và cùng Ly theo dõi những cái thông tin sắp tới Ly sẽ đưa đến cho mọi người về quá trình tập luyện của Ly, bí mật làm việc với các anh Dũng, sẽ đưa đến cho mọi người sau. Còn bây giờ thì chúng mình vừa tập xong với nhau rồi, chúng mình sẽ đi vào skincare với nhau nhá. Ok, bây giờ như Ly đã hứa từ buổi sáng thì chúng mình sẽ tẩy trang với nhau, và cũng như là Ly muốn demo cho mọi người cái bạn này, cái bạn này của Eva Rocher. Thì bạn này có tên là Pure Earl, bạn ấy là gel tẩy trang
đó, 3 trong 1. Thì bạn này sẽ khác với cả các bạn tẩy trang khác một chút là chúng mình sẽ làm ướt mặt xong rồi chúng mình sẽ thoa bạn này lên trên da. Thì hiện tại bây giờ mặt Ly đang có make up đúng không, thì Ly sẽ làm mấy cái bước kiểu tẩy trang bình thường make up trước. Ví dụ như là ở phần mắt này thì mình sẽ tẩy riêng, mình luôn luôn kể cả loại tẩy trang nào chăng nữa thì mình cũng sẽ tẩy mắt riêng, tại vì mình hay dùng kiểu waterproof mascara ấy. Nói qua một chút cho các bạn về Yves Rocher nhá. Thì nếu như một số bạn chưa biết thì Yves Rocher là một trong những hãng mỹ phẩm thiên nhiên đến từ Pháp, rất là nổi tiếng, gần như là pharmacy của Pháp nào cũng có Yves Rocher, và cái giá thành của nó rất là phải chăng và phù hợp túi tiền ấy, và cũng như là những cái sản phẩm của nó khá là dịu nhẹ. Yves Rocher thì có tổng cộng là 5 dòng tẩy trang khác nhau cho đến thời điểm hiện tại Ly nhớ ra như thế. Tất cả những cái sản phẩm này thì đều là có thành phần thực vật lành tính cho làn da, và mọi người có thể lên trên website của Yves Rocher đọc thêm về cái này. Còn chưa kể đến đây, một cái rất là hay mới thấy các hãng mỹ phẩm Pháp hiện tại đang cố gắng, và cũng như là Yves Rocher đang cố gắng thực hiện, đấy chính là tất cả những cái thành phần này thì đều có thể phân hủy được hữu cơ, và cũng như là cái bao bì của nó cũng là bao bì tái chế. Bao bì của Yves Rocher bây giờ thì càng ngày càng xinh. Hôm nay thì Ly chỉ có cushion bình thường thôi, thế nên là Ly sẽ làm ướt mặt luôn và chúng ta sẽ tẩy trang luôn với bạn này. Còn nếu như hôm nào mà bạn kiểu full face makeup, kiểu primer này, foundation này, xong rồi đủ các thể loại trên da mặt của mình và cái lớp makeup của mình nó dày một chút, thì chúng ta có thể dùng nước tẩy trang xong rồi sau đấy chúng ta là ướt mặt và dùng với bạn này luôn. Thì nó có chiết xuất từ vi tảo, khả năng là cung cấp tức thì cái oxy cho cái làn da của mình. Bản thân Ly thì hiện tại bây giờ thời tiết ở Hà Nội nó rất là kiểu bị bẩn ấy mọi người, nhưng mà khi mà mình dùng cái này thì nó có thể cung cấp được oxy cho cái làn da của mình, giúp cho da mình thở thoáng mát, dễ chịu hơn rất là nhiều. 3 trong 1 thì nghĩa là nó kết hợp cả tẩy trang này, cả rửa mặt, và đồng thời là tiết sức cả oxy cho làn da của mình. Mặt Ly mới chỉ tẩy có mỗi make up mắt thôi, còn lại trên da thì vẫn còn make up nha. Mọi người nhìn kỹ nha. Đây là lần đầu tiên Ly thử cái công nghệ tẩy trang như này luôn. Nó rất là lạ luôn, nó khác hẳn với các cái thể loại tẩy trang khác. Rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy ra một lượng như này. Và đây là kết cấu sản phẩm ấy mọi người. Đó, kết cấu của nó nhìn dạng gel thạch nhá. Đấy, xong rồi nó kiểu có cảm giác như là những cái bọt biển ở trong này cậy. Bây giờ chúng mình sẽ lấy nhiều nhiều một chút và massage lên trên da mặt. Thì khi mà cái sản phẩm này nó tiếp xúc với nước ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái phần bọt biển li ti ở trên da mặt của mình. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái lớp tẩy trang, cái lớp make up của Ly đang tẩy dần dần này này. Dạo gần đây thì Ly đang cố gắng dùng hết tất cả những cái bạn cushion ở trong nhà, và những bạn mà đã mở rồi và là tên cho nhiều mọi người rồi ấy. Thế nên là Ly chỉ đa phần dùng cushion là chính thôi. Do vậy là chúng mình chỉ cần tẩy trang nhẹ nhàng như này thôi. Các bạn nào cần thì có thể lấy thêm một chút ít nữa. Mùi rất là dễ chịu, không hề bị cay mắt, không hề bị đắng miệng tí nào luôn. Ly rất sợ những cái loại tẩy trang mà nó bị đắng miệng hay là cay mắt cho mình. Tại mắt Ly cũng nhạy cảm ấy. Như này thì Ly nghĩ là trong thời gian tới mà trong em bé, Ly cũng sẽ khá là thích dùng cái này làm kiểu bước tẩy trang vừa rửa mặt 2 trong 1 luôn. Hết sạch luôn này. Và mọi người nhìn thấy không, là cái nền da của mình nó vẫn rất là trong mướt. Nhìn thấy bắt đầu tan được hết cái lớp makeup rồi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít nước tráng qua tay này. Mình sẽ vẫn còn ít nước trên tay, mình sẽ massage tiếp. Ly thì Ly chỉ bị cái lỗ chân lông to ở phần mũi và phần cằm là chính thôi, còn lại các phần khác của Ly thì khá là ok. Mắt ra qua như này được rồi, bây giờ chúng mình sẽ tráng nhá. Rồi, ok, cho mọi người nhìn ra nhé. Đây, nhìn kỹ đi. Đó, Ly thấy rất là sạch rồi, không thấy còn một cứ một cái cặn mỹ phẩm nào luôn. Lưu ý mọi người là mũi Ly với cả xung quanh miệng Ly lúc nào cũng đỏ như thế. Thì cái này Ly thấy rất là tiện nếu như mà chúng mình mang đi kiểu đi du lịch này, hoặc là chúng mình mang đi cho những cái hoạt động thể dục thể thao, thì chúng mình mang bạn này đi, nó vừa tẩy trang mà vừa rửa mặt cho mình luôn. Sau đó mình sẽ ra tập gym mà cái làn da của mình nó không hề bị khô một tí nào. Xong rồi sau đấy chúng mình tập gym xong rồi chúng mình vào tắm rửa các thứ trước khi về nhà thì chúng mình sẽ rửa mặt lại bình thường. Thì như thế nó cũng giúp cho cái làn da của mình nó vừa đủ ẩm này, mà vừa đủ oxy, và cũng như là nó không hề bị khô da, mà đảm bảo là cái lỗ chân lông của mình được khô thoáng trong cái quá trình mình luyện tập. Thì như vậy nó cũng sẽ tốt hơn cho làn da của mình, thay vì là mọi người để nguyên cái lớp makeup ở trên da mặt thì như thế cực kỳ hại nha. Trước khi mà Ly đánh răng thì Ly cho mọi người xem cái làn da của mình sau khi mà đã dùng với bạn tẩy trang và bạn giữ da mặt của Yves Rocher thì
gần như là không còn bất cứ một cái dạng mỹ phẩm nào cả, mà da nó không hề bị nhờn nữa, không hề bị khô rít, không hề bị căng và cũng không hề bị cay mát cho mình luôn. Nhân tiện là đang ở trong phòng tắm ấy thì Ly cũng muốn chia sẻ mọi người luôn là việc mà chúng ta tẩy da chết hàng ngày khi mà chúng ta tắm ở vùng bụng này, mông với cả đùi là cũng là một trong những cái phương pháp mà để cho chúng ta giảm khả năng là chúng ta bị lên dạng sớm. Thì đây là cái loại mà Ly đang dùng. Nói chung là các bạn dùng tất cả các cái loại nào tẩy da chết cũng được hết, miễn sao nó không có kiểu phần thành phần làm trắng da hay là thành phần kiểu có BHA là ok rồi. Rồi mình đã quay trở lại rồi đây, mình đang ngồi trước mà chiếc gương này của Ly để Ly xem và soi kỹ hơn trong làn da của mình nhá. Yeah, nó sạch hết cặn mỹ phẩm luôn đấy mọi người. Đấy thì như Ly đã nói thì nếu như bạn nào mà kiểu chỉ có dùng cushion này hoặc cái chống nắng hoặc skin care thì mọi người có thể tẩy trang rất là nhanh với các bạn này và kiểu da nó mướt, mượt mượt, còn mùi kiểu khoáng biển ấy. Bây giờ Ly sẽ skin care thật là nhanh và xong rồi sau đấy thì chúng mình sẽ lên giường đi ngủ, tại vì mẹ bầu cần đi ngủ sớm mọi người. Rồi, Lisa đã sẵn lên giường rồi và bây giờ thì cũng đã có muộn rồi. Hôm nay là một ngày rất là dài nhưng mà đấy là một ngày chủ nhật bình thường của mình. Trong tuần thì mẹ bầu dịch Covid thì cũng sẽ chỉ ở nhà là chính thôi. Ở nhà nhận đồ ship. Cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Ly bảo là chị Ly nhiều váy đẹp quá trong lúc bầu, mà em nghĩ là sau khi bầu chị sẽ không mặc được nữa đâu, thế nên là chị Ly hay thanh lý đi, chắc là Ly sẽ làm những cái đấy. Đó là một ngày của Ly và rất là vui để hôm nay đưa mọi người đi theo Ly một ngày của Ly, và cũng như là cho mọi người xem những cái thứ mà cực kỳ cần thiết của Ly trong cái quá trình bầu bí, hy vọng đã giúp được cho mọi người nhé. À quên đấy, mình tưởng là mình đã nhớ hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng một thứ rất là quan trọng đối với Ly trong những ngày này, đây chính là thứ mà Ly luôn luôn cần, luôn luôn ở bên cạnh Ly trong lúc mà Ly ở trên giường. Nếu không có nó thì Ly không thể nào ngủ được mọi người. Ngủ sẽ rất là khó chịu và liên tục kêu ca. Đấy chính là chiếc gối bầu của Ly. Cái gối bầu này thì Ly đã giới thiệu ở trong cái video 5 kiểu thói quen của mẹ bầu của Ly rồi đúng không? Và đến bây giờ nó vẫn tồn tại ở đây và Ly rất thấy thích, vì cái gối này nó không tốn quá nhiều chỗ ở trên giường này. Nó vừa phải về cái tạng người của Ly. Và cái chính ý là giá nó rẻ mọi người. Thế nên là yeah, I love you gối bầu. Thôi giờ đi ngủ đây, bye bye mọi người nhá.